Quân đảo chính ở Gabon bổ nhiệm tổng thống chuyển tiếp. Một đại diện của phe nổi dậy cho biết, tướng Brice Oligui Nguema, tư lệnh vệ binh quốc gia và là thủ lĩnh nhóm đảo chính, đã trở thành tổng thống của Gabon trong giai đoạn chuyển tiếp. Sau cuộc họp đặc biệt với sự tham gia của tất cả các chỉ huy và tổng tham mưu trưởng, tướng Brice Oligui Nguema, 45 tuổi, đã được bổ nhiệm làm tổng thống cho giai đoạn chuyển tiếp. Hãng tin RIA Novosti dẫn lời người đại diện của phe nổi dậy cho biết hôm 30 tháng 8. Trước đó tuyên bố với báo Le Monde sau thông báo đảo chính, tướng Nguema khẳng định không có ý định trở thành tổng thống mới của Gabon. Về số phận của tổng thống bị lật đổ Ali Bongo Ondimba, 64 tuổi, tướng Nguema cam kết đối xử với ông Ondimba với tư cách một tổng thống về hưu. Hiện tổng thống bị lật đổ Ali Bongo Ondimba đang bị quản thúc tại gia ở thủ đô Libreville. Trong đoạn video được cho là quay và phát đi từ bên trong sinh tổng thống, ông Ondimba kêu gọi các nước anh em và bạn bè lập tức can thiệp nhằm ngăn chặn cuộc đảo chính. Tôi đang gửi thông điệp tới toàn thể bạn bè khắp thế giới, hãy thể hiện thái độ bất bình với những người đã bắt tôi và gia đình, tổng thống Gabon nói trong video đăng trên mạng xã hội hôm 30 tháng 8. Nhà lãnh đạo này khẳng định không hề biết về cuộc đảo chính vừa xảy ra, cũng như không chắc chắn về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của tổng thống Ondimba trong vài ngày qua, sau lần xuất hiện hồi cuối tuần trước khi đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống mà chính ông vừa tuyên bố giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ ba. Thưa quý vị và các bạn, trong thông báo vừa được nhiều nguồn tin khu vực trích dẫn, nhóm sĩ quan đảo chính tại Gabon tuyên bố đang bắt giữ và quản thúc tổng thống nước này Ali Bongo tại thủ đô Libreville nhưng không cho biết thêm thông tin chi tiết. Sau khi nổ ra đảo chính tại Gabon và tổng thống nước này bị quản thúc, các nguồn tin khu vực cho biết Ủy ban An ninh và Hòa bình của Liên minh châu Phi AU vừa quyết định nhóm họp đặc biệt vào ngày 31 tháng 8 để bàn về cuộc đảo chính. Trước đó, đầu giờ sáng nay, nhóm 12 sĩ quan quân đội Gabon tuyên bố đình chỉ hiến pháp và nắm quyền điều hành đất nước. Thông báo trên truyền hình, nhóm đảo chính khẳng định đang kiểm soát toàn bộ các lực lượng an ninh và quân đội, kêu gọi toàn thể người dân bình tĩnh và tuân thủ trật tự xã hội mới. Nhóm đảo chính tuyên bố hủy bỏ cuộc bầu cử tổng thống vừa tổ chức tại Gabon với chiến thắng thuộc về tổng thống Ali Bongo, người đã lãnh đạo đất nước Gabon liên tục từ năm 2009 đến nay. Trong phản ứng mới nhất về cuộc đảo chính, Đại sứ quán Pháp tại Libreville ra thông báo kêu gọi người dân nước này ở Gabon ở nguyên trong nhà, không ra đường. Liên minh châu Phi AU chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào về cuộc đảo chính trên. Thưa quý vị, đảo chính ở châu Phi không phải là điều gì quá hiếm gặp. Châu Phi là một châu lục giàu tài nguyên khoáng sản nhưng lại chìm trong đói nghèo và bất ổn trong thời gian dài. Trên lục địa, mọi người đã chứng kiến các cuộc nổi dậy và nổi dậy vũ trang của giới lãnh đạo quân sự, những người tìm cách giành lại chủ quyền của họ từ cựu đế quốc châu Âu, đặc biệt là Pháp. Theo hãng tin Reuters, nếu thành công, nỗ lực đảo chính ở Gabon ngày 30 tháng 8 sẽ là cuộc đảo chính thứ 8 ở Tây và Trung Phi kể từ năm 2020. Trước đó, đảo chính đã diễn ra ở Mali, Guinea, Burkina Faso, Chad và gần đây nhất là Niger. Vậy lý do gì lại khiến châu Phi liên tục xảy ra các cuộc đảo chính như một hiệu ứng domino? Mời quý vị cùng chúng tôi tìm câu trả lời qua phần tổng hợp sau đây. Châu Phi là lục địa giàu tài nguyên thiên nhiên nhất hành tinh, nhưng theo Tổng thống Burkina Faso Ibrahim Traoré, các hệ thống trẻ không thể hiểu tại sao, dù giàu có tài nguyên, châu Phi vẫn mãi là khu vực nghèo nhất thế giới. Trên khắp lục địa, mọi người đã chứng kiến các cuộc nổi dậy và nổi dậy vũ trang của giới lãnh đạo quân sự, những người tìm cách giành lại chủ quyền của họ từ các cựu đế quốc châu Âu, đặc biệt là Pháp. Theo trang Conversation, tính đến năm 2012, đã có hơn 200 cuộc đảo chính và nỗ lực đảo chính ở châu Phi. Cứ 50 năm ngày lại có một cuộc đảo chính xảy ra trong những năm 1960 và 1970. Đồng thời, hơn 90% các quốc gia châu Phi đã từng trải qua đảo chính. Sau chiến tranh lạnh, châu Phi hướng tới tiến trình dân chủ, ủng hộ chủ nghĩa đa nguyên chính trị và pháp quyền. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lịch sử chính trị ở khu vực cho rằng nền dân chủ ở châu Phi có xu hướng hời hợt, phần lớn mang giá trị hình thức. Do đó, các điều kiện gây ra đảo chính vẫn tồn tại. Một giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Kimbambogo ở Uganda phân tích rằng một trong những lý do chính cho các cuộc đảo chính là khi các tổng thống nắm quyền quá lâu và mất tập trung, việc này khiến các tổ chức chính phủ suy yếu và cuối cùng dẫn tới bị quân đội tiếp quản. Vị giáo sư này không loại trừ khả năng có nước ngoài can thiệp trong một số cuộc đảo chính ở châu Phi. Ông Mustafa Mheta, nhà nghiên cứu cấp cao tại Media Review Network, tổ chức tư vấn có trụ sở tại Johannesburg, Nam Phi, nói với hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ rằng Pháp có thể nhúng tay vào một số cuộc đảo chính ở các thuộc địa cũ của họ ở Tây Phi. Theo ông Mheta, những cuộc đảo chính này là một phần quan trọng trong kế hoạch lớn của các cường quốc phương Tây, vốn nhận thức được sự trỗi dậy của Trung Quốc và đang sử dụng các cuộc đảo chính để ngăn chặn bước tiến của Bắc Kinh trong khu vực. Điều rõ ràng là những cuộc đảo chính này đe dọa nghiêm trọng đến thành tích dân chủ mà các nước châu Phi đã đạt được trong những thập niên gần đây. Một điều lo ngại khác là nhiều người dân châu Phi ngày càng không còn tin rằng các cuộc bầu cử có thể đưa ra những nhà lãnh đạo mà họ mong muốn. Thưa quý vị,
Hiện việc Nhật Bản xả thải hơn 1 triệu tấn nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy hạt nhân số 1 Fukushima ra biển vẫn đang vấp phải sự phản đối từ Triều Tiên, các đảng đối lập ở Hàn Quốc và đặc biệt là Trung Quốc. Sau vụ xả thải từ nhà máy điện hạt nhân, Nhật Bản đang đứng trước những khó khăn về cả ngoại giao và kinh tế, đòi hỏi họ phải cân bằng lợi ích với Trung Quốc. Đúng ngày, Nhật Bản thực hiện kế hoạch bơm nước ra biển. Trung Quốc cũng đã tuyên bố cấm toàn diện nhập khẩu các mặt hàng hải sản của Nhật Bản. Ngoài hiện tượng tẩy chay các sản phẩm thủy sản xuất xứ từ Nhật Bản, người tiêu dùng Trung Quốc còn lập danh sách đen các thương hiệu mỹ phẩm và hủy các tour du lịch đến từ quốc gia này như một cách phản đối với Tokyo về vụ xả thải. Nhật Bản đang đứng trước những khó khăn cả về ngoại giao và kinh tế, đòi hỏi có những biện pháp hài hòa để có thể duy trì lợi ích. Ngoài ra, theo thông tin từ Nhật Bản, trong những ngày này, những cơ quan, tổ chức của Nhật Bản, tỉnh Fukushima đã liên tục nhận những phản ứng tiêu cực liên quan đến kế hoạch xả thải thông qua những số điện thoại từ Trung Quốc. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, chính phủ Hàn Quốc tuyên bố tôn trọng kiểm chứng của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, đồng thời sẽ giám sát quá trình xả thải cùng một số quốc gia. Mặc dù vậy, sự nghi ngại vẫn tiếp diễn khi tổ chức nghề cá của Hàn Quốc, ngư dân Hàn Quốc yêu cầu chính phủ nước này xem xét lại vấn đề. Trong một phát ngôn mới nhất vào ngày 29 tháng 8, chính phủ Nhật Bản một lần nữa nhấn mạnh rằng kế hoạch này được thực hiện dựa trên kết luận của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho rằng điều kiện xả thải phù hợp với tiêu chuẩn an toàn quốc tế, đồng thời đã tham khảo ý kiến của các ngư dân trong nước và giải thích với cộng đồng quốc tế. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết thêm, Nhật Bản đương nhiên mong muốn đảm bảo sự an toàn tuyệt đối với các nước xung quanh. Riêng Trung Quốc, Nhật Bản cũng đã triệu đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản yêu cầu kêu gọi người dân Trung Quốc có hành động bình tĩnh và trách nhiệm hơn trong vấn đề này. Nhật Bản mong muốn tiếp tục giải thích đối với Trung Quốc. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Nhật Bản, đồng thời cũng là nơi xuất khẩu thủy hải sản lớn nhất của Nhật Bản. Do đó, theo đại diện của Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản, việc Trung Quốc cấm xuất khẩu toàn diện các mặt hàng thủy sản của Nhật Bản sẽ ảnh hưởng khá lớn đến nền kinh tế và rất đáng lo ngại. Các doanh nghiệp thu mua cá đã thông báo tạm ngừng thu mua. Hơn nữa, vào tháng trước đã chịu ảnh hưởng lớn do những đợt mưa lớn, lượng đánh bắt cá giảm 40% so với năm ngoái. Cùng với việc ngừng đánh bắt, doanh thu sẽ không có, đồng thời gây ảnh hưởng lớn đến mùa đánh bắt sau. Việc xuất khẩu hải sản sang Trung Quốc mới chỉ mở lại vào tháng 4 năm 2022. Có nhiều doanh nghiệp đang có kế hoạch mở rộng xuất khẩu, nay vấp phải vấn đề này đã không biết phải xoay sở ra sao. Theo thống kê của Bộ Tài chính Nhật Bản, năm 2022, hơn 90% kim ngạch xuất khẩu sò điệp xuất khẩu sang Trung Quốc là từ Hokkaido. Rõ ràng sắp tới, doanh thu của Hokkaido từ hoạt động xuất khẩu sò điệp sang Trung Quốc sẽ giảm mạnh. Để giải quyết trước mắt, Hiệp hội Nghề cá Nhật Bản và các địa phương sẽ đưa ra những chính sách hỗ trợ. Chính phủ Nhật Bản sẽ đưa ra gói hỗ trợ khoảng 300 tỷ yên cho các ngư dân, bao gồm đầu tư trang thiết bị và bồi thường thiệt hại. Đồng thời sẽ tìm những đối tác xuất khẩu mới bao gồm thị trường châu Âu. Để lý giải về việc xả thải, Nhật Bản cũng đã phái Chủ tịch Đảng Công Minh, Đảng Liên minh cầm quyền thăm Trung Quốc vào ngày 28 tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên, trước đó vào ngày 24 tháng 8, do Trung Quốc ban hành quy chế cấm đối với mặt hàng thủy sản Nhật Bản, nên chuyến thăm đã bị hoãn vào thời điểm thích hợp. Về kinh tế, có khả năng người tiêu dùng Trung Quốc sẽ có những phản ứng như tẩy chay hàng hóa Nhật Bản, hủy đi du lịch Nhật Bản. Điều này rất đáng lo ngại. Như vậy, Nhật Bản sẽ tiếp tục thực hiện biện pháp lớn là thuyết trình cụ thể về kế hoạch xả thải với Trung Quốc, mong muốn nhận được sự ủng hộ từ quốc gia này. Thủ tướng Kishida Fumio nhấn mạnh rằng sẽ tiếp tục thông qua con đường ngoại giao để Trung Quốc có thể bãi bỏ sớm quy chế nhập khẩu đối với mặt hàng thủy hải sản của Nhật Bản. Nhật Bản sẽ không từ bỏ lợi ích kinh tế từ Trung Quốc và khả năng sẽ có những thay đổi về mặt ngoại giao, thúc đẩy các cuộc gặp cấp cao, thương lượng các biện pháp thích hợp cho cả hai bên.